Sớ, xứng lý thời tự tánh thì giác hiệp với bổn giác, là nghĩa ta khen chư Phật. Bổn giác ngầm hợp với thị giác, là nghĩa chư Phật khen ta. Tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, là nghĩa Thích Ca Mâu Ni. Tự tánh không nhiễm mà nhiễm, nhiễm mà không nhiễm, là nghĩa ở trong cõi ngũ trược mà chứng quả Bồ Đề. Sau, nhân trùm biển quả, quả suốt nguồn nhân thời thỉ, bổn chẳng hai, dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng, thời tịch và chiếu đồng thời, không nhiễm mà nhiễm, khó đặng tỏ biết, là quả Bồ Đề chìm ngập trong cõi ngũ trược. Nhiễm mà không nhiễm, khó đặng tỏ biết, là đồng ở trong cõi ngũ trược mà riêng chứng quả Bồ Đề. Nên biết rằng Phật đây, Phật kia cũng đồng quy về một cái từ tâm tịch dẫn chiếu. Phiền não hay Bồ Đề cũng chẳng ra ngoài một niệm ngộ như mê. Thế thì bổn sư tức là ta, ta tức là Bồ Đề, và chứng đặng Bồ Đề thiệt không chỗ đặng. Thuyết pháp nan. Vì các chúng sanh mà ta nói ra pháp này, tất cả thế gian lấy làm khó tin. Sớ, văn trước là nói việc khó giữa loài người, văn đây là nói việc khó nhất trong các việc khó vậy. Bởi vì với pháp môn tịnh độ, tất cả thế gian đều khó tin. Phật ở giữa đời ác trược mà chứng đặng đạo quả, lại ngay trong đời ác trược nói trắng ra pháp này để độ chúng sanh, lại làm việc khó rất tột bực trong cấp việc khó vậy. Thế là việc gấp hai lần khó, để rõ rằng công đức lợi tha của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Sao? Nói điều khó tin, lượt kể có mười nghĩa. Nay ở trong cõi quế ác đây, chúng sanh an tâm chịu đã lâu đời rồi, bỗng nghe đứa kia trang nghiêm thanh tịnh, tất là nghi không có sự thật đó, ấy là một điều khó tin vậy. Dầu tin có nước kia, nhưng lại nghi rằng mười phương cõi Phật đều có thể tùy ý muốn sanh về cõi nào cũng được, hà tất quyết định sanh về Cực Lạc, là hai điều khó tin vậy. Dầu tin sẽ được sanh về, nhưng lại nghi rằng cõi Ta Bà đây cách xa nước Cực Lạc đến mười muôn ức cõi, thế làm sao rất xa mà đặng sanh về nước Phước Đức kia, là ba điều khó tin vậy. Dầu tin là không xa, nhưng lại nghi rằng tất cả phàm phu tội chướng sâu nặng, làm sao mau đặng sanh về nước kia, là bốn điều khó tin vậy. Dầu tin đặng sanh về, nhưng lại nghi rằng sanh về cõi tịnh độ đó quyết phải có tu pháp môn kỳ diệu gì và nhiều món công hạnh mới được, làm sao chỉ tu trì danh hiệu Phật mà liền đặng sanh về, là năm điều khó tin vậy. Dầu tin tu pháp trì danh, nhưng lại nghi rằng tu trì danh hiệu này ắt phải cho nhiều năm nhiều kiếp mới đặng thành tựu, làm gì chỉ niệm một ngày hoặc bảy ngày mà liền đặng sanh về nước kia, là sáu điều khó tin vậy. Dầu tin bảy ngày đặng sanh về, nhưng lại nghi rằng trong bảy thú thọ sanh chẳng lìa noãn thai thấp quá, làm sao sanh về vì nước kia, đều là chỉ sanh bằng hoa sen quá sanh, là bảy điều khó tin vậy. Dầu tin gá đưa hoa sen để quá sanh, nhưng lại nghi rằng kẻ sơ tâm vào đạo gặp nhiều chướng duyên phải thối lui, làm sao một phen sanh về nước kia liền đặng bực bất thối, là tám điều khó tin vậy. Dầu tin không thối, nhưng lại nghi rằng pháp môn đây là để dẫn dắt những chúng sanh tối dốt, chứ bực thượng trí sáng suốt không cần sanh về nước kia, là chín điều khó tin vậy. Dầu tin người sáng suốt cũng sanh về, nhưng lại nghi rằng trong kinh khác hoặc nói có Phật, hoặc nói không Phật, hoặc có cõi tịnh độ, hoặc không cõi tịnh độ, rồi trong tâm hồ nghi chẳng quyết, là mười điều khó tin vậy. Cho nên nói pháp khó tin mà nói rằng tất cả thế gian, đó là chẳng những chúng sanh trong ba đường ác nó khó tin, mà là chúng sanh cõi nhân, thiên hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ ngu mê khó tin mà bực hiền trí hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ sơ cơ khó tin mà đến những bậc tu lâu hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ phàm phu khó tin mà đến hàng nhị thừa
hoặc còn nghi đó. Cho nên nói là cái pháp mà tất cả thế gian khó tin là vậy. Nay ở trong đời ác trược này, diễn nói ra pháp đây thiệt là chẳng khác nào như vào trong nước lõa hình mà trao bày việc oai nghi. Đối với người mù quáng mà chỉ cho màu mè đen trắng, thế mới gọi là khó, thế mới gọi là công đức lợi tha, không thể nghĩ bàn vậy. Sớ, lại kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang đều nói nghĩa khó tin đó cũng đồng với ý đây. Sao? Kinh Pháp Hoa nói, muốn cho chúng sanh đều đặn nghe biết cái pháp mà tất cả thế gian khó tin. Lại nói, kinh này khó nghe mà tính thọ cũng khó. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nghe nói kinh này tâm bèn cuồng loạn, hồ nghi không tin. Này nói kẻ nghe rồi không kinh, không hải, không sợ là ít có. Không kinh sợ vân vân tức là tin đặng. Nay kinh này Di Đà nói cái điều khó tin của kinh, thời đồng giới hai kinh Kim Cang Pháp Hoa, đâu nên kinh vậy. Kinh này cũng như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa là pháp tối thượng thừa chỉ ngay tự tánh thành Phật. Chúng sanh cõi này mê nhiều ngộ ít, khó nhận nên gọi nan tính. Sớ hỏi, đã nói rằng khó thời nói ra thêm rầy trà, vậy nói làm chi? Đáp, nhưng vì Phật nói cũng có người tin. Sao? Nhân Phật nói có người tin là cái pháp nhiệm màu đây. Nếu Đức Như Lai chẳng từng nói ra thời muôn đời hằng đồng như đêm tối, trọn không có một người niệm Phật cầu sanh. Cho nên Ngài than là pháp năng tính. Đó là để cho hiểu rằng nếu như người thấy mà không tin là tại người bỏ, còn người nào có thể tin là người có duyên, khiến cho tất cả chúng sanh tự biết thương tuổi, e mất phần mà hân hạnh được nghe. Cho nên nay những người tin tịnh độ đều là nhân nhờ Phật nói mà phát khởi lòng tin vậy. Mặc dầu nay không tin, nhưng một phen nghe lọt vào tai, hằng làm hột giống đạo muôn đời. Sớ, xứng lý thời chỉ tự tánh không thể đo lường là nghĩa pháp khó tin. Sao? Phải biết với tự tánh đây không thể lấy cái hữu tâm mà tìm, không thể lấy cái vô tâm mà đặng, không thể lấy lời để tạo, và không thể lấy cái vắng lặng mà thông, lìa bốn câu, dứt trăm lỗi, trồng hoa giữa hư không, đạp mặt trăng trong lần sóng, không chỗ để cho nhà ngươi đặt tay chân. Cho nên trên hội Linh Sơn, bậc thượng đức trọn thành cái hải bãi bắc, đất Hớn Địa, kinh Kim Cang mới có cái tưởng Việt Nam hay tính pháp này há chẳng khó ư? Tổng kết nan sự. Này Xá Lợi Phất, phải biết ta ở cõi đời ngũ trược á thế làm những việc khó đây mới đặng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây thiệt là rất khó. Sớ, nhắc lời của chư Phật lặp lại tỏ bày ra để cho chúng sanh nhơn thấy rõ hai việc khó đây, đặng hiểu rằng Phật xưa chẳng muốn làm lời khen, Phật nay chẳng làm chịu tiếng ngợi tốt. Thật nói thật làm, cả hai đều phù hợp với nhau. Muôn đời chúng sanh phải tin chắc mà chớ nghi, cảm ơn mãi không thôi. Ấy vậy khá gọi rằng cặn kẽ dặn dò, ba tâm rất thiết. Sao? Đắc đạo là khó. Cái khó kia có hai nghĩa. Một là tu ở trong đời thiện thế đắc đạo, chưa đủ là khó vì hoàn cảnh thuận tiện. Nay Phật tu ở trong đời ác thế đắc đạo mới thiệt là khó, vì cảnh trái ngược. Hai là ở trong đời ác thế trước pháp mà thuyết những pháp dễ tin ấy cũng chưa lấy làm khó vì chúng dễ hiểu. Nay trước pháp khó tin thế thiệt là khó vậy, vì mặc dầu có Phật quốc nhưng ở rất xa bởi chưa từng nghe thấy. Lược làm bốn lời dụ. Lời dụ thứ nhất, ví như có người thân đi vào trong biển lớn, lại ngồi trong chiếc thuyền bể, lại nhầm gió ngược, lại đụng sóng to, lại gặp quỷ dữ, la sát, cá lớn, rồng độc. Sự nguy còn chỉ trong giây phút mà có thể ở trong đó an ổn đặng qua thiệt là khó. Nhưng chẳng những qua một mình mà lại còn đem nhiều người đều qua để trên bờ kia, thế mới thiệt là cái khó trong các cái khó. Biển lớn, thuyền bể, gió ngược, sóng to và quỷ dữ,
các điều ấy là dụ ở trong đời ngũ trược, một mình qua khỏi là dụ đắc đạo, cứu các người đều qua là dụ thuyết pháp vậy. Lời dụ thứ hai, ví như có người thân mang bệnh nặng, lại ở chỗ sương gió, lại thiếu đồ ăn uống, lại bị trặc chân, gãy giò, lại gặp thầy dở cho uống làm thuốc. Sự nguy hiểm chỉ còn trong giây phút, mà hay ở trong đó điều trị mạnh lành, thiệt gọi là khó. Nhưng chẳng những mạnh khỏe một mình, mà lại còn cứu luôn các bệnh các người khác đều được bình phục. Thế mới thiệt là cái khó trong các cái khó. Lời dụ thứ ba, ví như có người thân ở trong tù giam, lại bị tra tấn, lại gông cùm, lại nhiễm dịch bệnh, lại bị cấm cố, sắp đến kỳ giết. Sự nguy chỉ còn trong giây phút, mà hay ở trong đó bỗng nhiên thoát khỏi, thiệt gọi là khó. Nhưng chẳng những khỏi một mình, mà lại cứu luôn các người tội đều đặng lìa khỏi. Thế mới thiệt là cái khó ở trong các cái khó. Lời dụ thứ tư, ví như có người thân té xuống giếng, lại gặp rắn độc, lại bị chông gai, lại dầm nước lạnh, lại trúng kẻ ác nhân quăng điện đất đá. Sự nguy còn trong giây phút, mà hay ở trong đó vượt nhảy lên khỏi, thiệt gọi là khó. Chẳng những ra một mình, mà lại đem luôn các người đồng té đều lên một lượt. Thế mới thiệt là khó trong các cái khó. Các lời đây đều dụ trong đời ngũ trược, nghĩa đã nói đồng văn trên. Trong bốn lời dụ đây lần lượt dụ Đức Thích Ca với hai việc khó, nói cạn dễ hiểu, cho biết rằng Đức Như Lai chẳng sợ nhọc nhằn, từng trải cực khổ, làm gì bọn chúng ta làm việc khó trong các việc khó làm đến đổi như thế này. Người nghe cái khó đây đều phải mừng thương khắp khởi, cảm tồ kêu la, chiếm gian cả 3.000 đại thiên thế giới, rồi chăm hẩm sấn sướt lo làm sao để trả ơn Phật. Song muốn trả ơn cho Phật chẳng ngoài hai việc: một lợi mình, hai lợi người khác. Lợi mình là ở trong đời ác thế này, gắng sức tu pháp môn này, nhân được giảng sanh cũng đã gọi rằng khó. Lợi cho người khác là ở trong đời ác thế này, lại khuyên mọi người chung tu pháp môn này, đồng được giảng sanh, thế mới thiệt là khó trong các cái khó. Sớ lại trong kinh Pháp Hoa rất khen các kinh, cũng đồng ý đây. Sao? Kinh Pháp Hoa rất khen là nói hết các kinh, Tây Quan Hòn Núi Tu Di, chân đá sập cõi đại thiên đều chưa phải là khó. Hay ở trong đời ác thế này, nói kinh Pháp Hoa mới thiệt là khó. Nay nói kinh này, Di Đà, sự khó nói lại cũng như vậy. Sớ lại có hai nghĩa, văn trước nói rất khó ấy, để rõ lại rằng bên nước Cực Lạc tu đắc đạo rất dễ, văn sau nói rất khó. Đó là để cho chúng ta nghe được rõ lại rằng bên nước Cực Lạc thuyết pháp rất dễ. Sao? Với điều đắc đạo rất dễ là trong luận Bà Sa nói niệm Phật được giảng sanh nhờ nguyện lực của Phật là cái đạo rất dễ làm. Còn ở trong đời ngũ trược ác thế này, tu các pháp khó tấn vì là cái đạo rất khó làm. Cớ vậy, thuyết pháp rất dễ là trong nước kia, chúng nhân toàn là người bậc thượng thiện, huệ nhiều chứng ít, chí ý hòa diệu, tiếng gió, cây, chim đều giúp cho mình tỏ ngộ. Vì chẳng phải chư cõi này chúng can cường khó dạy. Nói điều khó là để rõ dễ, chính là để chỉ rõ rằng với nước Cực Lạc chúng ta quyết định phải cầu về đó. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó vừa lẫn với tâm, vừa lẫn với cảnh là nghĩa làm được hai việc khó đây. Sao? Tâm niệm dù theo cảnh để sanh, nhưng tâm thể nguyên thường vắng lặng. Thời tâm tánh nó là vô sở đắc. Thế đắc cái vô sở đắc đó gọi là đắc vô thượng bồ đề. Cảnh tùy tâm hiện, tự thể của cảnh vốn không, thời với cái mà không pháp nào khá thuyết đó mới gọi là thuyết đó. Vì ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không có tâm,
thế mới gọi là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Lưu thông phần phân ra làm hai phần. Một, trùng cử thính chúng, lặp lại chúng nghe. Hai, minh tất phụng hành, rõ rồi dân tu. Trùng cử thính chúng, Phật thuyết kinh này rồi, ông Xá Lợi Phất và các bậc tùy theo tất cả thế gian, các vị chư thiên và chúng nhân, thần Atula vân vân đồng nghe thọ lãnh. Sớ, pháp ắt phải lưu thông vì Phật thuyết pháp để phổ độ chúng sanh. Lại kể bày chúng thính giả là: đầu kinh nói số chúng nghe pháp, cuối kinh lại nói chúng thọ pháp. Riêng nói một mình ông thân tử, làm gì ông đương cơ kinh này? Đây không nói Bồ Tát, làm gì gồm thâu trong hàng tỳ kheo, Atula dịch, Phi Thiên, Chữ Đẳng, gồm luôn cả Bắc Bộ và chúng sanh trong sáu đường. Sao? Lưu thông là kinh Quang Minh lời sớ nói, chữ lưu cũng như nước chảy xuống, chữ thông là nghĩa không ngăn trệ. Lại ngài Khuê Phong nói, pháp nếu không có người đi tuyên truyền, thời chẳng lưu động. Lưu là không dừng, truyền mà gặp sự ngăn ngại, thời chẳng thông. Thông là không phải ngăn, nghĩa là suốt thể lan rộng phổ cập vậy. Phổ độ là gì? Lưu thông khắp cả mười phương, nhẫn đến ba đời, chẳng những chỉ vì chúng sanh trong một xứ, một thời mà thôi. Đương cơ là chi? Do pháp khó tin đây, duy người trí mới tin nổi không nghi, cho nên từ đầu chí cuối đều gọi bảo nói ông Xá Lợi Phất vậy. Nhiếp thuộc trong hàng tỳ kheo là: các Bồ Tát mặc dầu không thường theo Đức Như Lai, song vì cùng với các hàng tỳ kheo đồng làm bạn lữ giữa hiền thánh. Lại các vị Bồ Tát đều có lẫn giữa chân đế và tục đế, vì tùy loại ứng cơ cũng có thể nói nhiếp thuộc trong cả thế gian cũng được. Tất cả trong thế gian, chỗ bao gồm thì đông nhiều, mà nay đây riêng nói về ba đường lành là Thiên Đạo, Nhân Đạo, Atula Đạo. Đó là để cho rõ biết rằng đối với pháp trì danh niệm Phật đây, tất cả chúng sanh trong sáu đường so sánh ra thì phần nhiều hơn hết là chúng sanh trong đường lành đều tu pháp niệm Phật. Phi thiên là cõi thần Atula, sự giàu có vui sướng cũng đồng dư cõi trời, nhưng vì cái đức hạnh không bằng trời. Rõ có bốn loài, đây chẳng kể nhiều. Trong bài kể tên chúng hội trước kia, không nói đến tên Tu La, làm gì nhiếp thuộc trong hàng thiên nhân và đại chúng. Hỏi, loại thần Tu La rất là hung hăng, làm gì chấp trì thánh hiệu là để tu niệm Phật? Đáp, loài quỷ, súc sanh còn biết quy y, thần Tu La đâu không tính thọ ư? Há chẳng nghe trong phẩm thế Chúa diệu nghiêm, nó các thần Tu La chân dân đều đặng pháp môn giải thoát hay sao? Đây ở giữa loài người đây, mấy kẻ ngơ lửng không biết tin niệm đó mới đáng trách a. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó cứu cánh viên mãn là nghĩa. Phật nói kinh rồi, tự tánh châu biến hàm dung là nghĩa tất cả thế gian. Sao? Cứu cánh thời trước sau viên chiếu, không thiếu không đủ. Châu biến thời phàm thánh bao gồm nghìn đủ muôn đủ. Với bổn kinh như thế thì trước khi Phật chưa kêu ông thân tử đã nói hết toàn văn. Lại nào đợi ngài Diệu Thủ, Văn Thù, Bạch Chùy, ông Song Lâm, Di Lặc, Phủ Xích, sao rồi mới bảo là trước pháp hay sao? Cho nên nói, khi thăng đường nhập thất đại chúng không thêm, lúc trống lặng, chuông ngưng các nhân thiên cùng chẳng giảm. Minh tất phụng hành, nghe Phật nói rồi hoan hỷ tín thọ, làm lễ mà lui. Sớ hoan hỷ, làm gì mừng chỗ được nghe? Tín thọ, làm gì lãnh thọ chỗ đã được nghe? Làm lễ, làm gì trọng chỗ đã được nghe? Chữ khứ là nghe rồi thời lui về giữ tu vậy. Cũng là ba món tư lương và ba huệ như văn trước đã nói. Sao? Mừng chỗ được nghe là nhiều kiếp phiêu linh là chính do chưa nghe pháp này, nay biết pháp trì danh được giảng sanh,
khá gọi như chứng bệnh mê man nơi chiếu gối, bỗng gặp phương hay thần diệu, dĩ như khách ngủ lâu xứ lạ quê người, thoạt nghe tin nhà hân hạnh chi tiết, nên nói là mừng. Lãnh chỗ đã được nghe là tin rồi không còn nghi, thọ rồi chẳng dám sái, như dân lời của quốc hội, tuân mạng lệnh của đấng gia thân, cha lành, cho nên nói là lãnh vậy. Trọng chỗ đã được nghe là trong lòng cảm kích, năm dốc kiều cần, như nhớ ơn rất tột, lạy tạ không thôi, cho nên nói là trọng. Giữ tu là người xưa nói, tới mà nghe đạo nơi thầy, lui về làm đạo nơi mình, chẳng phải như đời bây giờ, nghe vào lỗ tai, nói ra lỗ miệng, năng thuyết bất năng hành. Ba món tư lương là Diêu Văn trước nói, nghe mà tin là tính tư lương, tính mà chịu là nguyện tư lương, chịu rồi đi là hành tư lương. Ba huệ là văn tức thuộc văn huệ, hoan hỷ tính thọ đó tức thuộc tư huệ, đi về giữ tu đó tức là thuộc tu huệ. Sớ lại chữ hoan hỷ đây cũng đủ ba nghĩa thanh tịnh như lời sớ trong Quán Kinh nói. Sau ba nghĩa là lời sớ trong Quán Kinh nói: một, người đăng thuyết được thanh tịnh; hai, pháp bị thuyết được thanh tịnh; ba, y theo pháp tu đạo quả được thanh tịnh. Đủ ba nghĩa đây cho nên nói hoan hỷ. Nay nói pháp trì danh được giảng sanh chính là Đức Phật ngài thuyết. Phật là người bậc nhất thế trí, chẳng phải như cái pháp của bốn hạng người kia thuyết vậy. Thế là người được thanh tịnh, gặp người như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Trì danh được giảng sanh liền chứng pháp tâm muội, thế là thật giáo đốn và viên, chứ chẳng phải pháp quyền thừa vậy. Thế là pháp được thanh tịnh, nay nghe pháp như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Trì danh được giảng sanh liền chứng đặng bực bất thối chuyển, thẳng đến thành Phật, chứ chẳng phải bực tiểu quả vậy. Thế là quả được thanh tịnh, chứng quả như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Sớ lại chữ hoan hỷ đây cũng gồm có cao có thấp, là mỗi mỗi đều tùy theo sở đắc của mỗi người tu. Sao cao và thấp là như kinh Hoa Nghiêm bực sơ địa gọi là bực hoan hỷ địa. Lại trong văn kinh nói đủ 20 món hoan hỷ. Một, đời sau được 10 câu, như chỗ nói vì niệm được danh các vị Phật nên sanh tâm hoan hỷ, vì niệm được các pháp môn nên sanh tâm hoan hỷ, vân vân. Nay người nghe được kinh này tự mừng rằng ta đời sau cũng được như Phật A Di Đà, ta đời sau cũng được các pháp màu như thế của Phật A Di Đà vậy. Hai, hiện đời được 10 câu như chỗ nói đã xa lìa tất cả cảnh giới thế gian nên sanh tâm hoan hỷ, vì được thân cận tất cả vị Phật nên sanh tâm hoan hỷ, vân vân. Nay người nghe được kinh này, hiện đời được xa lìa cảnh giới Ta Bà ngũ trược, hiện đời được sanh về tịnh độ Cửu Liên, được gần gũi Phật A Di Đà và chư Phật vậy. 20 hoan hỷ đây thuộc về trong địa vị ngôi thập địa. Cứ theo kinh Hoa Nghiêm thì điều hoan hỷ của kinh này thuộc về trong ngôi thập địa Bồ Tát. Ngoài ra thì ngôi thập hạnh về sơ hạnh cũng tên là hoan hỷ. Trong văn thập trụ về ngôi sơ trụ cũng nói được vô biên diệt hoan hỷ, vân vân. Cho nên nói có cao có thấp, nếu thấp lại nói thấp nữa, thời tùy theo phân lượng tu nhân của mỗi người kia thì cũng được phần vui về pháp hỷ mà thôi. Sớ lại kết quy về chữ tính thọ là do vì từ ban đầu cho đến cuối sau đều dùng chữ tính làm căn bản. Sau, ban đầu, cuối sau là đầu kinh nêu hai chữ như thị là lời tính thuận, nay cuối kinh lại nói tính thọ, thời biết nhân tính mới sanh ra nguyện, nhân nguyện mới khởi ra hạnh, từ đầu phát tâm, kế cuối được giảng sanh, rốt ráo thành Phật, đều nhờ sức tính, cho nên nói từ đầu chí cuối lấy chữ tính làm căn bản. Sớ, kinh Đại Bổn, lời kết kinh có nói đủ các chúng sanh đều được lợi ích,
được Long Thiên Hộ pháp xuống phước lành, nay kinh này không nói là bớt giam vậy. Sao kinh Đại Bổn nói, Phật nói kinh này rồi, có vô lượng chúng sanh phát tâm để tu chứng bực vô thượng chánh giác. Một vạn 2000 số Na Do Tha người chứng pháp nhãn tịnh, 22 ức vị chư thiên, kẻ nhân dân đắc quả A Na Hàm, 80 vạn tỳ kheo đặng bực lậu tận ý giải, 40 ức Bồ Tát đặng bực bất thối chuyển, 3000 đại thiên thế giới, 6 món trúng động, hào quang sáng lớn, tỏa chiếu khắp 10 phương các quốc độ, 100000 tiếng âm nhạc tự nhiên nổi lên, vô lượng thứ hoa bào lăng xăng rải xuống, nhẫn đến trời Akanita đều sắm đủ món chi diệu cúng dường. Lại nói, có 25 ức chúng sanh đặng bực bất thối chuyển dẫn đến 4 vạn ức số Na Do Tha chúng sanh đối với quả vô thượng Bồ Đề chưa từng phát tâm, nay mới bắt đầu phát khởi, trồng các thiện căn nguyện sanh về cực lạc thế giới, đồng sẽ sanh về đều ở các phương khác theo thứ lớp thành Phật, đồng một danh hiệu là Diệu Âm. Lại có 80 vạn ức số Na Do Tha chúng sanh được thọ ký pháp nhẫn. Sớ, lại kinh Đại Bổn có dặn dò công đức trì kinh, nay trì kinh này cũng phải có công đức như vậy. Sao kinh Đại Bổn Phật bảo ngài Di Lặc, nay đem pháp môn này giao phó lại cho ông, ở trong đại chúng ông cũng khai thị cho chúng phải dạy viết tả, giữ gìn đối trong kinh này, sanh lòng tưởng như vị đạo sư. Lại nói có vô lượng ức các vị Bồ Tát cũng đều cầu pháp môn di diệu này, các ông chứ trái lời ta Phật mà bỏ qua, sẽ khiến cho các ông mê man trong đêm dài, chịu đủ muôn điều nguy khổ. Thế cho nên ta nay nói lời đại chúc lụy, nay kinh này không nói đều là bớt văn vậy. Sớ, lại kinh Đại Bổn và kinh Pháp Diệt đều nói, đến ngày pháp của Phật tiêu diệt, riêng còn để lại kinh này, cho nên biết kinh này có cái năng lực tổng trì cho đời mạt pháp, như trong luận Hoa Nghiêm nói. Sao kinh Đại Bổn nói, qua đời đương lai, trong bụi khói lửa, kinh điển và đạo lý đều bị diệt hết. Ta do tâm từ bi riêng để lại kinh này 100 năm, chúng sanh được gặp, không có một người nào mà chẳng đắc độ. Nếu có chúng sanh đối với quyển kinh này viết tả cúng dường thọ trì đọc tụng, vì người khác diễn nói, đến khi mạng chung Phật cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy, trong giây lát liền sanh về cõi kia vậy. Kinh Pháp Diệt nói, chừng đó kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, kế đến các kinh thảy đều diệt hết, riêng còn kinh Vô Lượng Thọ độ các chúng sanh. Kinh này có tên là Vô Lượng Thọ. Trong Hoa Nghiêm luận nói đến cái thời chánh pháp đã diệt, do nhờ sức tổng trì kinh này, kinh Hoa Nghiêm gìn giữ các tông pháp khác, làm cái nhân cho giáo lý được hoạt động lưu chuyển. Nay đây nói các kinh đều lần lượt tiêu diệt, riêng còn kinh A Di Đà, tức kinh Vô Lượng Thọ này là một môn niệm Phật rộng độ chúng sanh. Thời ra các kinh đã diệt mà kinh Tiểu Bổn, tức Đại Bổn này không diệt, tức là còn để lại một món trì danh niệm Phật này lưu chuyển vô tận. Thế thì biết rằng chính cái pháp trì danh niệm Phật của kinh này, nó cũng có cái sức tổng trì như kinh Hoa Nghiêm kia. Tất cả chúng sanh phải nên tôn trọng cung kính, tín thọ phụng hành kinh này, vì kinh này ở chỗ nào cũng như Phật ở chỗ đó. Hỏi, câu riêng để kinh này 100 năm, hai chữ kinh này, số là chỉ cho kinh Đại Bổn, này sao lại đem cho kinh Tiểu Bổn này? Đáp, văn trước đã chẳng nói rồi hay sao? Văn có nhiều và ít, nhưng nghĩa không hơn kém, nghĩa là nói rộng thời là kinh Vô Lượng Thọ, còn nói hẹp thời là kinh Tiểu Bổn Di Đà này, chứ chẳng phải có hai vậy. Và A Di Đà dịch là Vô Thượng Thọ. Thế thì Vô Thượng Thọ kinh, tức A Di Đà kinh.
Sớ, xứng lý thời tự tánh không phiền não là nghĩa hoan hỷ tính thọ, tự tánh không trụ trước là nghĩa tác lễ nhi khứ. Sau, tâm phiền não vốn vắng lặng, tánh hoan hỷ cũng không, thời cõi khổ đau chẳng phải là cõi vui. Đến thiệt không biết từ đâu mà đến, đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Thế thời vãng sanh mà rốt ráo vô sanh, dùng vô sanh đây để mà sanh về cõi kia. Đúng ra chẳng phải sanh về cõi kia, mà thiệt là sanh về nơi tự tâm của mình vậy. Vậy sao không ai hỏi tự nói? Đức Thế Tôn khỏi phụ lời không đàm, riêng lãnh lương cơ, ông thân tử khỏi phụ lời trọng thác, lời giao phó. Đây thiệt là hoan hỷ, đây thiệt là tín thọ, mới gọi là đúng phép làm lễ Đức Như Lai. Nếu ngoài cõi cực lạc cửu liên kia mà riêng nói là Duy Tăng, bỏ tên Di Đà vạn đức mà riêng tìm tự tánh, nên gọi rằng đang qua sông mà hỏi đến đò, đối trước đèn mà đi tìm lửa đó vậy. Kết thích chú ý, kết giải ý nghĩa chú giảng sanh. Bài thần chú Đà La Ni nhổ tất cả cội gốc nghiệp chướng, đặng sanh về cõi tịnh độ. Sớ, giải thích đại ý của bài thần chú này, do chú để giúp với kinh, kinh có thần chú thời kinh càng rõ, do kinh trước chú, chú có kinh văn thời chú càng linh, xen nhau mà dùng nên cần phải kết giải. Chú này rõ thấy trong truyện bất tư nghị thần lực. Người trì chú này hết tội được giảng sanh, nên dùng danh nghĩa là nhổ hết nghiệp chướng được sanh về tịnh độ. Chữ Đà La Ni dịch là tổng trì vậy. Sao? Nghiệp chướng là kể chướng có ba nghĩa: một, phiền não chướng; hai, nghiệp chướng; ba, báo chướng. Nay nói nghiệp chướng là nói cái giữa, thì đã gồm luôn cái trước và cái sau. Bởi sao? Vì phiền não là cái nhân của nghiệp, vì báo chướng là quả của nghiệp. Nghiệp ắt có nhân, nghiệp ắt chịu quả, nên nói nghiệp chướng thì đã gồm hai chướng kia. Nay chúng ta muốn trừ chướng, quý nhất là trừ cội gốc của nó. Như gốc tuyệt thời không đâm chồi, chồi không nảy, thời cành lá hoa trái đều không sống vậy. Nay trì chú này, thời phiền não không khởi là nghĩa nhổ tróc gốc nghiệp chướng vậy. Như trong truyện nói, ngày đêm đều trì ba hoặc bảy, hay là 21 biến diệt được tội ngũ nghịch, tội bán pháp vân vân, các tội phải vậy. Đặng sanh về tịnh độ là chúng sanh luân hồi trong cõi ta bà đều là do nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã không thời hột giống cõi quế độ liền diệt, tùy nguyện giảng sanh nên được sanh về cõi nước cực lạc Phật A-di-đà. Tổng trì là tổng thống, nhiếp trì lại không sót và mất, tức là tên riêng của chú này. Truyện tên Bất Tư Nghì Thần Lực Chú, tức kinh này tên là Bất Tư Nghì Công Đức Kinh. Trì thần chú hay trì danh hiệu Phật cũng đều được giảng sanh một cách, nên đồng tên là Bất Tư Nghì. Đời nhà Tống, niên hiệu Nguyên Gia, nước Thiên Trúc, ngài Tam Tạng tên Cầu Na Bạc Đà La dịch ra thần chú này. Sớ, chữ Tống là tên nước thuộc về đời Nam Bắc Triều. 31. Nguyên Gia là niên hiệu, chữ Thiên Trúc là nước Tây Vực. Cầu Na Bạc Đà La dịch công đức hiền. Sao? Đời Tống mà nói là đời Nam Bắc đây, là đương thời đời đó Nam Bắc phân chia làm vua. Vua nhà Tống ở miền Giang Nam thì gọi là Lưu Tống. Chữ Nguyên Gia là vua Giang Đế, niên hiệu Nguyên Gia năm rốt dậy 453. Nước Thiên Trúc có chỗ khác nói, nước thân tộc Thiên Trúc có năm nước đều chung gọi là cõi Tây Nhất. Ngài Bạc Đà là người rộng thông ba tạng, rất chuyên pháp đại thừa, nên hiệu ngài là Ma Ha Diễn. Nhưng cái thần dị đặc sắc của ngài không phải một, chép đủ trong bộ truyện ký. Đây sợ nhiều không dẫn. Có một bổn dịch hai chữ Đà La, mà dưới chữ Đà không có chữ La.
hoặc có người nghi là cầu Na Bạt Ma. Do vì hai ngài đồng thời đó chưa rõ thần chú này là của ngài nào dịch, mà dầu của ngài nào dịch cũng đều đúng cả. Tụng chú như đây: Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Giả Đa Diệt Giả Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tích Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Rị Gia Tỳ Ca Lăng Đa, Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hay tụng chú này, thời Phật A Di Đà thường đứng trên đỉnh đầu người đó, ngày đêm ủng hộ, không cho kẻ oán thù làm hại, đương đời thường đặng an ổn, đến khi mạng chung được tự tại giảng sanh. Sớ, các bổn kia nghe phân câu cách có hơi khác, này y theo bản xưa với thần chú không phiên dịch, bất tất gì cưỡng giải. Sao, các bổn chẳng đồng là như câu Nam mô A Di Đà Bà Dạ, một bổn khác viết Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa. Lấy chữ đa ở đầu câu kế đem liên thuộc với câu trên, cho nên nói là có hơi khác. Nay bất tất gì nhọc nhằn tìm xét phải quấy, miễn y theo một bổn, chí tâm tụng trì tự thành lợi ích. Lại có chỗ nói câu Nam mô A Di Đà Bà Dạ, dịch kính lạy đức vô lượng thọ Phật. Câu Đa Tha Già Đa Dạ, tức là câu Đa Đà A Già Độ, dịch Như Lai. Câu Đa Diệt Giả Tha, bản tân dịch Tha Đích Giả Thác, bản cửu dịch Đát Điệt Tha. Chữ Điệt Bộ Mịch, âm chữ Điệt Bộ Xước, tức hai chữ Địa Dạ nói nhập lại làm một tiếng, dịch tức thuyết chú viết. Từ đây sắp sao mới thiệt là lời mật ngữ. Song câu thần chú từ xưa dịch để nguyên âm chứ không dịch nghĩa, lược nói có năm ý. Một, như lời mật chỉ của vị quốc chủ, chớ quấy rao truyền, vì chỉ phải kính dân. Hai, hoặc một danh từ hàm có nhiều nghĩa, ví như chữ Tiên Đà Bà. Ba, hoặc phương này không có, ví như cây diêm phù đề. Bốn, hoặc thuận theo văn xưa, ví như chữ A Nậu Bồ Đề. Năm, hoặc tôn trọng, chẳng phải tiếng nói của người Tàu đối chiếu đặng, ví như chữ Bát Nhã, dịch trí huệ, cũng chưa hết nghĩa. Có một chỗ nói, cũng có thể cưỡng giải, nhưng đã nói rằng cưỡng chi bằng nín là hơn. Sớ, kinh và chú tương liên với nhau, chính là nghĩa hiển và mật viên thông. Sao rõ bày nước kia, y chánh trang nghiêm và môn tính hạnh nguyện, như trong kinh đã giải rõ, đó gọi là hiển. Tuân theo lời kính nhiệm của Phật, chỉ tụng chú này thời liền đặng giảng sanh, đó gọi là mật. Hiển là bày rõ chỗ mật ấy ra, mật là dấu kính chỗ hiển vậy. Gồm tụng cả hai thời đều tốt cả, riêng tụng trì chừng một cũng tóm thâu không sót, nên nói rằng viên thông. Sớ, tuy nói rằng tóm thâu không sót, nhưng mà pháp duyên trì danh hiệu còn hơn trì chú, cũng hơn thần chú khác và cũng hơn tất cả công đức khác. Sao? Riêng khen pháp trì danh niệm Phật là một, hơn thần chú giảng sanh này. Vì lời giải của thần chú nói, tụng 30 vạn biến thời mới được thấy Phật A-di-đà, mà pháp trì danh niệm Phật này thời chỉ một ngày được nhất tâm liền có Phật hiện trước mặt. Lại chú nói, ngày đêm sáu thời đều ba hoặc bảy biến, hay là 21 biến diệt được tội ngũ nghịch cùng các tội khác, mà pháp trì danh thời chỉ chí tâm niệm Phật một tiếng liền diệt được 80 ức kiếp đường sanh tử tội nặng. Hai, hơn các thần chú khác là chuyên niệm danh hiệu Phật, tức là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Vì do 10 tiếng niệm Phật liền đặng giảng sanh, một phen sanh liền đặng bất thối, oai linh chẳng lường, thế gọi là Đại Thần. Còn mấy nghĩa khác so đó để biết vậy. Hỏi, công đức của chuẩn đề rất rộng, rất lớn,
mà thế nào chỉ niệm danh hiệu Phật lại đặng hơn kia? Đáp: vì phẩm và lượng của chuẩn đề là còn ở nơi nhân địa Bồ Tát, còn Di Đà là quả vị Như Lai. Vậy nhân đó để so mà biết được rằng trì chú chuẩn đề đã có thần lực rất rộng lớn như thế, thì niệm Phật A Di Đà há chẳng linh ứng nhiều hơn chú chuẩn đề à? Cho nên trong kinh nói: niệm 62 ức số hằng hà sa danh hiệu các vị Bồ Tát chẳng bằng niệm một tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phước kia bằng nhau. Lại nói: niệm vô lượng vô số danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng bằng niệm một tiếng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, phước kia bằng nhau. Đó, niệm Bồ Tát còn được như thế, huống chi là niệm Phật. 3. Cũng hơn các công đức khác là lực độ vạn hạnh, pháp môn vô lượng, nhưng chuyên niệm một danh hiệu A-di-đà thì gồm thâu được tất cả công đức của mỗi mỗi pháp môn khác, do vì không hoài một lý nhất tâm như trong văn trước đã nói rộng. Vậy xin các bạn giữa tịnh nghiệp đệ tử nên chuyên một đức tin, chuyên một tâm niệm Phật mà thôi, chứ đừng lưỡng lự gì nữa. Như trong kinh nói, dầu có một pháp nào cao hơn cõi Niết Bàn đi nữa cũng là chẳng đoái đến. Trong Thiền Tông, các vị tri thức có dạy người chỉ giữ một câu thoại đầu, một câu niệm Phật, không cần tu các pháp nào khác. Nên biết rằng, nguyên những người đã tu học các pháp môn khác còn phải bỏ đi để tu theo pháp niệm thay, huống chi những người vốn đã tu pháp môn niệm Phật lại đổi chỗ sở thú của mình mà chuộng về môn khác ư? Thế là tâm muốn hàng hai, chí chẳng quy nhất, làm sao để đặng thành tựu pháp tam muội? Rủi tới cơn vô thường, luống không đặng chi, chẳng xét nhớ lỗi mình, trở đem phao lời quỷ bán, tha ngôi lầm lắm. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó không thì vẫn là không là nghĩa, nhổ tróc hết nghiệp chướng. Tự tánh nó có thì cũng vẫn có nó là nghĩa Đà La Ni. Tự tánh nó chẳng có chẳng không là nghĩa sanh về tịnh độ. Sao? Tiềm tâm rốt không thể đặng thời là nghĩa tất cả nghiệp chướng ai làm cội gốc, tức là tâm nó không chỗ nào mà chẳng đủ tất cả công đức, không đức nào nó chẳng tổng trì. Đương khi nó tổng trì mà chẳng dính một mảy trần, thì cái đó là có bằng tức không. Thế nó không có cội gốc mà sanh ra cả muôn pháp, thì cái không đó là không bằng cái tức có. Tức có thời chẳng phải thật không, tức không thời chẳng phải thật có. Chẳng không chẳng có, chỉ có nhất tâm, chẳng vượt ngoài nhất tâm, ấy gọi là tịnh độ. Chú thích: Kinh A Di Đà Sớ Sao, quyển thứ tư. 1. Tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. 2. Thời nhân tự chẳng biết, xưa nói: Di Lặc thật Di Lặc, hóa thân nghìn trăm ức, mỗi giờ hiện trước người, mà tự người không biết. 3. Hơi ấm: Cái thân của người ta lúc chết chỉ có nơi trái tim là còn hơi ấm rốt sao, vì cái tức A Lại Da nó còn ở tại đó. Đến chừng mà nơi đó lạnh là tức ấy lìa khỏi xác, gọi bằng khứ hậu lai tiên. Lúc chết thì nó đi rốt sao, lúc đầu thai thời nó đến trước. Trong luận Di Thức có nói rõ. 4. Ghét thương cha mẹ: Sau khi thở hơi cuối cùng, thần thức nó bỏ cái thân tiền ấm
tử thi, lìa ra. Nó hóa sanh làm cái thân trung ấm ở giữa không gian. Bây giờ đối với nó, cả vũ trụ toàn là đêm tối. Chỉ chỗ nào có nhân duyên với nó là nó thấy ánh sáng. Lửa dâm dục của cha mẹ đương hành dâm thì nó đến liền nhanh hơn chớp. Hoặc thương cha ghét mẹ nếu nó sắp đầu thai để sanh làm con gái. Hoặc thương mẹ ghét cha nếu nó sẽ là con trai. Vì tình thân ái khiến nó phải như thế, gọi là nhân ái tình làm giống. Kế đó nó sanh tâm niệm vọng tưởng. Chính nó hành dâm chỉ giống được nếu nó là giống cái. Với vọng tưởng ấy gọi là tối sơ nhất niệm điên đảo. Vì nó tưởng chính nó hành dâm chứ không còn thấy có cha mẹ nữa nên nói là điên đảo. Bây giờ nó đã đầu thai rồi gọi là nạp tưởng thành thai. Xem bài tựa thứ nhất của bộ Duy Thức Tam Tự Kinh thấy rõ. 5. Tiểu Thánh Sơ Tâm. 1. Đối với Đại Thừa thì bốn quả thánh tinh văn gọi là tiểu thánh. 2. Đối với Phật Thừa thì các Bồ Tát trong Đại Thừa gọi là tiểu thánh, vì chỗ chứng ngộ còn cạn thấp sơ tâm, hoặc mới phát tâm cầu học đạo Bồ Đề, hoặc mới phát tâm học đạo Đại Thừa Bồ Tát. Tiểu thánh sơ tâm đây cũng chưa biết được chỗ sanh lai tử khí của mình, vì lòng vọng hoặc còn nhiều, đương dứt hoặc chứng chơn chưa được mấy, nên có chỗ bảo sanh bất tri tùng hà xứ lai, tử bất tri tùng hà xứ khứ, gọi là Bồ Tát cách ấm hôn mê. Cái thân ngũ ấm hiện nay cách biệt với thân ngũ ấm đời trước nên nói là hôn mê, không nhớ được quá khứ bởi còn vô minh, trừ bậc đẳng giác Bồ Tát. 6. Chưa biết chỗ xuất nhập. Các hiền thánh trong pháp xuất thế gian cũng nhiều vị chưa tự biết sự luân hồi của mình nếu chưa chứng ngộ pháp thập nhị nhân duyên, và chưa chứng pháp túc mạng thông, huống chi là các hiện thánh trong thế gian thì làm gì biết được. Như các ngài Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Châu Công, Khổng Tử đều được thiên hạ từ xưa nay tôn sùng là bậc thánh, thế mà các ngài cũng đều chưa tự biết kiếp trước là gì. Các ngài Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo trở về già đều có đi tu cả mà cũng chưa chứng túc mạng thông. Chỉ như Đức Thánh Tổ, Hoàng đế là vua Khang Hy đã từng than rằng: ngã bổn Tây Thiên nhất nạp tử, dân hà đọa lạc đế vương gia. Ta vốn là một nhà sư của đạo Phật, thế sao sa vào nhà đế vương? Cũng có hơi biết nhưng mập mờ, vì chưa được tự sáng suốt. Trừ các ngài và những bậc đã có chứng túc mạng thông và cả lục thông, từ bậc La Hướng sắp lên. 7. Nên gọi là điên đảo. Khi trung ấm đến để đầu thai với giữa cha mẹ nó tư tưởng là nó làm sự ái ân, chứ nó không còn nhận thấy sẽ là cha mẹ của nó. Đó là với cái thân ngày nay đây, gọi cái tương tự làm ái ân hồi đầu thai đó là tối sơ nhất niệm đảo điên, xem ở số 4 trên. 8. Bảy thú. Bảy chỗ để đến thú đầu thai. 1. Địa ngục thú. 2. Ngạ quỷ thú. 3. Súc sanh thú. 4. Nhân thú. 5. Thần tiên thú. 6. Thiên thú. 7. A tu la thú. Kinh Lăng Nghiêm cuốn 9 nói: các thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân loại, thần tiên, thiên loại và tu la, xét ra các thú ấy đều bị khổ tối tâm trầm nịch. Về với các cái thân tướng hữu vi, chúng vọng tưởng để thù sanh, chúng vọng tưởng để theo nghiệp. Bảy thú ấy đều ở trong ba giới, đều chịu cái công lệ luân hồi sanh tử mà không tự biết được cái kiếp đời sống thác của mình, gọi là túy sanh mộng tử, sống say chết mộng. 9. Ngài Tứ Minh. Đời Tống, ngài Trí Lễ pháp sư ở núi Tứ Minh. Núi này ở phía Nam phủ Khánh Nguyên, Ninh Ba tỉnh Chiết Giang, để chứng hưng chánh nghĩa của tông Thiên Thai nên gọi Tứ Minh Tôn giả.
Ngài Pháp Trí Tôn Giả Quý Trí Lễ Tự Ước Ngôn, người đời sau nhân chỗ Ngài ở nên xưng là Tứ Minh Đại Sư. Ngài xuất gia từ hồi 7 tuổi, 15 tuổi thụ cụ túc giới, chuyên tinh học bộ luật Thiên Thai Tông, hậu học đa sùng tôn trọng. 10. Trí đức đoạn đức, soi rõ được chân lý là trí đức, dứt hết phiền não là đoạn đức, tức là bồ đề và niết bàn. Luận Giảng Sanh lời chú giải rằng, luận về trí thì không nghĩa nào không thông, nói về đoạn thì bao tập khí cũng không còn. Với trí đoạn đều đủ mới có thể làm ích lợi cho đời. 11. Diệt ngôn yên tần, diệt nước diệt, tức là giống U Diệt, nay là tỉnh Chiết Giang. Nước Ngô nay là địa phận đất Quyền Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nước Yên nay là đất các tỉnh Phụng Thiên, Trực Lệ và Bắc Bộ của nước Triều Tiên. Nước Tần nay là các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây. 12. Giao Giết Trâu. Sách Luận Ngữ nói, Đức Khổng Tử qua ấp Vũ Thành nghe tiếng cầm, sắt và ca sướng. Ngài chúm chím mỉm cười rằng, với việc cắt cổ gà đâu lại dùng đến cái dao thọc cổ trâu. Lời chú Vũ Thành là cái ấp nhỏ hà tất dùng đến cái dao lớn. Cát Kê, cắt cổ gà tỷ dụ với cái tài năng lớn lại đem sử dụng vào việc nhỏ nên nói Cát Kê yên dụng ngu dao. 13. Nước Ngô thành ao, người xưa là ông Ngũ Tử Tư, tổ quán nước Sở đời Xuân Thu. Ông nói nước Việt nó sanh nở, sống chung chừng 10 năm, giáo dục huấn luyện lối 10 năm, sau 20 năm đó nó sẽ đánh nước Ngô thành ao dũng mà chớ. Lời chú, cả cung thất thành lũy của nước Ngô đều thành ao nước nhơ đục. 14. Sáu thù, 24 thù là một lượng, 16 lượng là một cân. Phía nam nước Ấn Độ có hòn núi tên là Ngu Đầu, vì hình núi giống cái đầu trâu. Núi ấy nó sản xuất thứ cây chiên đàn đỏ, có kết tinh hương quý giá ấy. 15. Tố Pháp Thân, Pháp Thân Suông, chữ tố nghĩa là không trơn, như không thật sự làm việc mà có ăn đương bổng gọi là tố sang, không chức tứ phẩm gì gì cả mà giàu có gọi là tố phong. Đời Tấn, ông Đỗ Dự xưng tụng Đức Khổng Tử là Tố Dương, do vì kẻ thất phu mà làm thầy cả muôn đời, bởi không nương cậy để uy quyền mà thế lực cũng đồng bực với Đế Dương. Tố Pháp Thân chỉ có cái hiện thể của Pháp Thân mà chẳng đủ những công đức của Pháp Thân. Ngài Thiên Thai bảo là lý tức Phật chính là cả chúng sanh giữa ba ác đạo. Sách Tứ Giáo Nghi nói, nay dù rằng tức Phật, đây là Phật bằng lý cũng là tố Pháp Thân, thì Phật ấy có quan hệ gì với công tu chứng đâu, vì chưa có phước đức công hạnh để trang nghiêm thân thể. Lời chú giải rằng, không diệt rõ công đức trang nghiêm, thể Pháp Thân trống không là chỗ bị Thiên Long Bát Bộ khinh hèn. 16. Cây Thụ Dương, lớn nhất giữa các loại cây trên thế giới nên gọi Thụ Dương, cây chúa. Tự Phẩm Kinh Pháp Hoa nói, cõi nước tự nhiên xinh đẹp lạ lùng, như bông nở rộ của cây chúa trên trời. Cây lớn nhất thế giới đây tức là cây Ba Lợi Chất Đa ở trên cung trời Đao Lợi, mà trong Kinh Khởi Thế cuốn thứ 6 và Kinh Trường A Hàm cuốn 20 đều có nói. 17. Nhất Thế Nghĩa Thành, gọi đủ là Nhất Thế Nghĩa Thành Tựu, tức tên hồi còn làm Thái tử của Phật, mà dịch nghĩa bởi danh Tát Bà Hạt Thích Ca Tất Đạt, đời Đường dịch Nhất Thế Nghĩa Thành Tựu, cựu dịch Tất Đạt là sai. Với nghĩa trên, thấy trong cuốn Bảy Bộ Tây Dực Ký, Kinh Hoa Nghiêm cuốn 12 nói, với giữa bốn châu thiên hạ, Đức Như Lai hoặc là Nhất Thế Nghĩa Thành Tựu, hoặc tên là Thích Ca Mâu Ni, vì Nhất Thế Nghĩa Thành Tựu là trọn nên tất cả nghĩa. 18. Dịch Địa Giai Nhiên, đương thuở Thái Bình mà ông Vũ, ông Tắc đã ba lần đi ngang qua cửa ngõ đều chẳng vào nhà mình.
vì cần với bổn phận đương làm việc nên được Đức Khổng Tử khen ngợi. Đương thời loạn lạc mà thầy Nhan Uyên ở nơi xóm hẻm nhỏ, trong lều tranh chỉ có một đẩy cơm, một bầu nước mà thôi. Theo người ta thì chẳng xiết nổi âu lo, mà thầy Nhan vẫn không đổi chí vui nên cũng được Đức Khổng Tử khen ngợi. Thầy Mạnh nói: Hạ Vũ, Hậu Tắc và Nhan Uyên đồng một đạo thể. Lại nói: Các ngài Vũ Tắc, Nhan Tử đổi địa vị thì đều thế. Vì vẫn vui với bổn phận dù cảnh ngộ, trường hợp có khác, chứ tâm địa vẫn đồng. 19. Tự thể tam muội. Như tiền thân của Phật Thích Ca là ngài Đại Thần Bủ Hải phát nguyện tương lai ở cõi Kham Nhẫn Quế Độ thành Phật để tế độ chúng sanh. Mà nay lời thệ nguyện đó ngài đã chứng đặng rồi nên nói. Riêng một mình ngài chứng đặng tự thể tam muội, đủ thấy trong Như Lai đọc chứng tự thể tam muội kinh. 20. Phạm Dương tên Nhẫn. Kiếp sơ là ban đầu, kiếp thành nghĩa là bắt đầu mới thành cái thế giới Kham Nhẫn này. Trước nhất, trời Phạm Dương đọa xuống làm người, do lấy tên người đặt tên cho cõi, nên nói là Kham Nhẫn thế giới. Vì người tên Nhẫn, cõi phải tên Nhẫn, người, cõi kham chịu với nhau nên gọi Kham Nhẫn. Sách Huyền Tán cuốn 2 nói: Các khổ khốn ngặt mà chúng sanh vẫn kham chịu nhọc nhằn, các Bồ Tát ra làm lợi lạc cho, lại bị nhiều ganh ghét mà Bồ Tát cũng kham chịu được, nên chung lập thành tên cho cõi này là Kham Nhẫn. 21. Đời ác thế là cái thời kỳ mà loài người làm việc ác rất thạnh hơn hết. Sách Tán Thiện Nghĩa gọi là ngũ trược ác thế. Trong kiếp trụ, từ cái thời kỳ mà loài người mỗi người còn sống được 2 vạn tuổi, kiếp giảm là bắt đầu sanh 5 điều ác trược. Kiếp trược là phần chung, 4 trược kia là phần riêng, vì giữa kiếp trược nó có 4 trược ấy. Bởi có 4 trược đó nên gọi là kiếp trược. Trong kiếp trược, từ mỗi người sống còn được 2 muôn tuổi, thì cả thế giới đã bắt đầu xảy ra 5 trược nhưng còn nhẹ ít. Dần dần, theo thời đại biến giảm xuống, thì cái trình độ 5 trược càng tăng kịch lên cao. Mà Đức Thích Ca ra đời nhằm cái thời mỗi người chỉ sống còn có 100 tuổi, thì trược nó lại quá ư kịch liệt. Huống nữa, lại giảm xuống đến thời mà mỗi người chỉ còn 10 tuổi là kiếp giảm đã cực điểm, thì trượt nó lại càng không thể tưởng tượng được. Hiện nay mỗi người còn sống được trong ngoài 70 tuổi, trượt nó đã quá với thời Phật ở đời, 100 tuổi. Vậy từ nay bắt một kể đi, thì còn 9.000 năm nữa mới đến cái thời mà con người chỉ còn có 10 tuổi là một đời, hết tiểu kiếp thứ 9. Thế thì giữa thời kỳ 9.000 năm đó, ở thế giới này, chúng sanh làm gì có những đại đồng tự do hạnh phúc vì ngũ trược còn kịch liệt kia mà. 22. Ngũ thanh. 5 điều thanh tịnh. 1. Kiếp thanh là bên cõi nước thanh thái, chẳng có cái kiếp giảm, xảy ra 4 trược như cõi quế độ nên gọi kiếp thanh. 2. Kiến thanh. Nhận thấy không mê lầm dư thân kiến, biên kiến, tà kiến của cõi này. 3. Ý thanh. Ý thức không tham, sân si, phiền não mê tín tu lầm luyện sái như cõi này. 4. Mạng thanh. Thọ mạng vô lượng, không tăng lên 84.000 tuổi, không giảm xuống còn chỉ 10 tuổi, mà phải chịu cái khổ thọ mạng rút ngắn bằng sanh lão bệnh tử. 5. Chúng sanh thanh, toàn chư thiện nhân, cu hội, nhất xứ, đều là bậc thánh, chứ chẳng phải như nhân gian này. Cái thân quả báo súc kém, cái tâm tối dốt khiếp nhược, khổ nhiều phước ít như chúng sanh cõi này. Vì đều được kết quả bởi đa thiện căn phước đức nhân duyên bằng cái tu nhân trì danh niệm Phật đã thanh tịnh. 23. Năm thống, năm thiêu, năm ác. Tạo tác 5 điều ác là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ và ẩm tủ. Đó thì khi còn sống bị lấy pháp luật của nước nhà làm hại, lúc chết sa vào ác đạo,
gọi là năm điều thống khổ làm cho thân tâm bị đau khổ, khi lửa cháy nên dụ là năm điều thiêu đốt. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Ta nay làm Phật giữa thế giới này, ở trong năm thống năm thiêu rất là cực khổ, để giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh bỏ năm ác, trừ năm thống, lìa năm thiêu. Thế mà chúng sanh không bỏ, cứ say sưa trong biển hồ sanh tử. Phật rất đau lòng, khác nào người con bất hiếu không nghe lời, cứ tạo nghiệp, cha mẹ lòng thương lo lắng. 24. Tưởng Việt Nam. Trên hội Linh Sơn, Phật thuyết kinh Pháp Hoa, bấy giờ bậc thượng đức Thinh Văn nghe chẳng nổi pháp nhất thừa thật tướng, đứng dậy lạy Phật rồi lui về, kể cả 5.000 người gọi bằng ngũ thiên thối tịch. Và trên hội Hoa Nghiêm, những chúng chẳng thấy được cái thân tốt của Phật Xá Na, cũng là đồng một hạng, nghe pháp không hiểu nổi, đành chịu thua lui về, như quân sĩ bại trận nên bảo là bại Bắc. Ngài Đức Sơn hiệu là Châu Kim Cang, chẳng tin cái thuyết đơn truyền trực chỉ của Nam Tông, Ngài chép ra bộ Thanh Long Sao để làm tài liệu đem qua phương Nam, đặng đánh đổ Nam Tông. Đến gần biên cảnh, ghé vào quán nước để dùng điểm tâm, mụ quán hỏi: Ngài mang thứ chi đó? Kim Cang Thanh Long Sao. Kinh Kim Cang nói ba tâm chẳng thể có, vậy Ngài điểm tâm nào? Đức Sơn Ngài không trả lời được. Sau đến nơi, Ngài long đàm gạn hỏi đôi phen, bỗng đặng giác ngộ, bèn than rằng: Lẽ màu đã biện tột rồi, bộ Thanh Long Sao như mẩy long để giữa không, cả lý do của thế gian dường như một nhiễu nước thả xuống biển thẳm, có ăn nhập vào đâu. Rồi Ngài đốt luôn bộ Kim Cang Thanh Long Sao, ba tâm, quá khứ tâm, hiện tại tâm và vị lai tâm. 25. A-tu-la có bốn loại, Kinh Pháp Hoa, Phẩm Tự kể bốn loại A-tu-la. 1. Bà Trĩ A-tu-la Vương. 2. Khư La Khiên Đà A-tu-la Vương. 3. Tỳ Ma Chất Đa La Vương. 4. La Hầu A-tu-la Vương. Đều có hàng trăm hàng ngàn quyến thuộc. Kinh Khỉ Thế chép rằng giữa loài A-tu-la có một nhóm rất liệt nhược ở trong chốn núi sâu cõi nhân gian. Tức giữa núi phương Tây có một cái hang đá rất sâu, ở đó có rất nhiều cung điện A-tu-la. Kinh Pháp Hoa Văn Cú cuốn 5 nói: Thứ A-tu-la thuộc về quỷ đạo thì ở bên đại hải, thứ A-tu-la thuộc về súc sanh đạo thì ở dưới đáy biển. 26. Qua đời tương lai là nói về khoảng cuối tiểu kiếp thứ 9 và đầu tiểu kiếp thứ 10. Kinh La Hán Hộ Pháp chép rằng cuối tiểu kiếp thứ 9 này, lúc mà cả nhân loại mỗi người chỉ sống còn có 10 tuổi là mãn đời đó. Bây giờ cả thế giới đều nổi lên cái tai đau binh. Chỉ trong 7 ngày, toàn cả loài người tàn sát lẫn nhau. Lúc đó, hết tiểu kiếp thứ 9, giáo pháp của Đức Thích Ca phải tiêu diệt lần. Sau cái tai đau binh 10 ngày, bắt đầu qua cái tiểu kiếp thứ 10, vân vân. 27. Kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước. Vì nghĩa lý quá ư sâu xa cao thượng mà tâm trí của nhân loại bây giờ lại cực kỳ đơn giản tối tâm, nên không tu học nổi kinh pháp ấy. Đã chẳng học nổi thì còn ai đâu hoàn truyền pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nữa, thành thử nó phải tiêu diệt trước làm vậy. 28. Thời chánh pháp đã diệt. Kể từ ngày mà Phật nhập diệt về, sau đủ 1.000 năm là cái thời kỳ chánh pháp. Trong đời chánh pháp đó, hễ người xuất gia thủ giới đức hoàn toàn, thuộc lòng cả ba tạng, nhất là tạng luật, nên giới hạnh dễ ấn tâm trường khẩu với nhau về cái quan điểm giải thoát kiên cố, nên gọi là chánh pháp. Nghĩa là chánh thức giữ đúng phép của Phật, mà ở đây nói đời chánh pháp đã diệt là đã qua khỏi 1.000 năm nói trên rồi, tức là thuộc về đời tượng pháp. Nó tương tự chứ không được chánh thức, vì kẻ xuất gia phần nhiều không thuộc lòng tam tạng, chẳng giữ trọn hạnh giới, chỉ chuyên về văn tự ngưỡng ngôn hơn tu chứng. 29. Sức Tổng Trì Đà La Ni.
dịch là tổng trì gồm giữ nghĩa là với việc lành giữ không cho mất, với việc ác giữ chẳng cho gây, thể nó là niệm, định và huệ, là chỗ của Bồ Tát tu đủ công đức. Tổng trì có bốn. Một, pháp tổng trì cũng gọi là văn tổng trì, với giáo pháp của Phật, nghe nhớ giữ không quên. Hai, nghĩa tổng trì, với nghĩa lý của pháp gồm giữ không cho mất. Ba, chú tổng trì, Bồ Tát y nơi tâm định rồi khởi niệm để trì tụng thần chú, trì chú đã được thần lực linh nghiệm, trừ được tai nạn bệnh hoạn cho nhân dân. Bốn, nhẫn tổng trì, trí chân thật của Bồ Tát nhẫn chịu giữ được thật tướng của pháp mà không cho mất. Trong chân ngôn tông, Đà La Ni đây tức là chú tổng trì đây vậy. A, riêng để kinh này 100 năm, tức là kinh Vô Lượng Thọ cũng là kinh A Di Đà. Về tiểu kiếp thứ 10, trong thời kỳ tăng, bấy giờ từ 10 tuổi đó tăng lên đến chừng mà mỗi người sống được 8 vạn tuổi thì kinh pháp của Đức Thích Ca đều diệt hết, chỉ còn lại A Di Đà cũng như pháp trì danh niệm Phật. Còn lại 100 năm độ sanh, vì chỉ có 6 tiếng dễ học dễ tu với trình độ của chúng sanh. Trong thời gian đó tăng đến mỗi người sống đủ 8 vạn 4.000 tuổi là thời tăng đã mãn, trở lại giảm xuống đến lúc mà mỗi người sống còn 8 vạn tuổi, bấy giờ Đức Di Lặc ra đời, vân vân. 30. Nguyên gia, niên hiệu của văn đế dương lịch 424 trước dân quốc năm 1488 năm, đời Lưu Tống miền Nam bên Tàu bấy giờ, theo dương lịch thì trong khoảng 420 đến 476. 31. Nam Bắc Triều, từ đời Đông Tấn Nguyên Đế 317 về sau gọi là Nam Bắc Triều, chiếm cứ về khu vực phương Nam gọi là Nam Triều, có bốn triều là Tống, Tề, Lương, Trần đều là Hán tộc, chiếm cứ về miền Bắc là Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Châu. Cả Nam Bắc Triều khởi từ năm Canh Tân 420 đến năm Ất Dậu 589 là hết, vì tùy văn đế thống nhất nước Tàu lên ngôi năm ấy, kỷ hiệu là Khai Hoàng Nguyên Niên. 32. Lưu Tống, gọi riêng về Tống Nam Triều, bởi ông Lưu Vũ làm vua xưng Tống nên gọi Lưu Tống để cho riêng biệt với Triều Tống, là ông Triệu Khuôn Dẫn làm vua sau này cũng xưng Tống. 33. Tiên Đà Bà, với danh từ Tiên Đà Bà đủ có bốn nghĩa là: một, muối; hai, nước; ba, ngựa; bốn, đồ vật dụng. Chỉ có một bề tôi đủ trí thức mới có thể hiểu được, nghĩa là như lúc mà nhà vua dùng bữa, ngài gọi rằng Tiên Đà Bà thì vị trí thần hiểu ngay là vua cần dùng muối. Lúc nhà vua tắm gội gọi Tiên Đà Bà, trí thần biết liền là hoàng thượng cần dùng nước. Khi nhà vua làm công chuyện bảo Tiên Đà Bà, vị trí thần ấy rõ ngay là thánh thượng ngài cần dùng đồ đạc gì đó. Lúc nhà vua ngài muốn ra dạo chơi gọi rằng Tiên Đà Bà thì quan trí thần ấy tức hiểu là thiên tử ngài cần dùng ngựa. 34. Diêm Phù Đề, đọc đủ là Diêm Phù Đề bệ ba. Châu Diêm Phù nghĩa là giữa trung tim châu này có rừng cây Diêm Phù, dùng tên cây để đặt tên cho châu này, lại ở về phía nam núi Tu Di nên gọi là Nam Diêm Phù Đề bệ ba, tức là cái châu mà loài người chúng ta ở đây. Luận Cu Xá cuốn 11 chép rằng phía bắc núi Đại Tuyết có núi Hương Túy, khoảng giữa hai núi ấy có cái ao nước lớn tên là Vô Nhiệt. Bên ao ấy có rừng cây Thiệm Bộ tức Diêm Phù, hình cây rất cao lớn, trái rất ngon ngọt. Nhân danh rừng cây ấy nên đặt tên cho châu này là Thiệm Bộ Châu cũng như Diêm Phù Châu. Chung.
Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn
xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.